Cua nữa rồi đó. À, dính rồi. Ui. Ui, da. Nó có kẹp không mà hồi nãy mới da rồi. Có kẹp đâu vậy đụng. Thôi à. Cái đứng rồi. Anh đó luôn đi, sáng cầm đó luôn đi. Thì đụng cua lại ấy da, không có cắn cũng ấy da nữa. Cắn cắn. Có cắn không? Cắn, đẹp cắn à. Không có cắn. Đây 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 đây. Đây 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 nè. Giúp nó hả chị? Rồi mưa tới luôn rồi. Đem có nè, đem có nè. Bẻ cổ nó luôn. Thôi bẻ bỏ bao đi. Rồi. Đó, 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 đó. Em dữ hả? Em là con bầy nó. Em không biết bắt mà nên xả nó chui vô lưới em mới bắt được nó đó. Chị dữ luôn. Ai cô tâm càng bự nè. Ai cô tâm càng này. Nó càng bự luôn. Thì chị cũng dữ. Ở đó nó dính lưới nữa nè chị. Bắt lấy nè chị đừng. Mất rồi, vô là vô cái rồi. Nó dính mới bắt liền à. Dễ đùng đùng luôn á. Từ 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 từ. Dạ, chết tôi rồi. Không biết cua thì cứ gặp cua hoài. Ây da. Sao? Trời đúng rồi. Ui. Từ từ từ, nó nét nha. Ây da, cái này, ây da hết chị. Ây da. À, với vậy cười ốc. À, má nó bự. Ừ. Hết nha. Rồi kéo qua. À, đó chứ đi. Đi đi đi.
Cóc kèo lên 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 cá thì bọn rắn thì dịch cung gì luôn. Rồi này giờ sao? Máng đó hả? Máng lên cây cống rồi. Chưa phải không? Con đỏ con bự đó. Là bẻ lại cái là xanh làm bằng xanh. Đứng lộn đầu vô. Đứng thấp luôn. Đứng thấp. Vậy là bự vậy là bắt được không? Bắt tính thôi nha. Cái này bắt đó đi. Bắt thằng chen có giá rồi. Thằng chen cũng mua để rẻ gì nữa. Này con này chết rồi mà. Quay lại vùi ở đây nữa trời. Đó là làm cái lưới chì này kéo tôm ngon chứ. Còn đâu có con nào ở lại đâu. Rồi. Nặng á, nặng nó lùa đi rồi. Cái kia kéo mạnh tay hỏng rồi. Lưới ông út lộn hỏng nè, hỏng chân lùa lại nè. Tôm này ngon. Lưới thì ngon chứ. Tôm này đều ra. Dạ. Tôm mày cũng vậy gì? Tôm trước hả? Cũng lô vậy hả? Tôm cho đó. Bữa đi ra xong mấy con này nè, đỡ cỡ này hả? Đi ra xong à. Tôm cái nè.
tôm cái tôm cái nè, trong đẻ cho nó về thiên nhiên bớt mới chứ. Đây, cái bao này cũng lủng nha, để cái nhảy ra mấy cá trẻ này ra ngu người luôn á, 6-7 con rồi đó. Làm sao cái bao nó lủng rồi có chuyện đó mày, hôm nay bỏ đói luôn, nó lộn luôn, cái bao này lủng tới cũng lộn trời, lộn này luôn là 6-7 con cá trẻ dễ bắt không, dễ bắt luôn. Ấy ở đây còn con nữa. Cá trẻ bên đây đang cái gì? Ấy đụng mẹ mày. Trời ơi, cái nào quốc biển gì? Trời, về tới ngày mai chưa dính con nào. Năm ngàn à? Hồn hay mẹ. Bây giờ anh không rồi bắt là 2 bao rồi đó. Cái gì? Bây giờ anh á. Cá trẻ mà. Cá trẻ á, chỉ có kiện. Sao là nhiêu? Ủa, sen là nhiêu ký? Còn sen á, cái sen bự này với sào mà lộn, sào bự luôn á là 160 ngàn. Còn cháu thì với 100 ngàn thôi. Cháu là 100 ngàn. Cháu là 100 ngàn. Vậy ta lựa đi, lựa mẹ đi rồi. Rồi em lựa nghe, không phải là lựa như vậy nghe, ý là nói cái hàng đó nó có 80 ngàn một ký chứ không phải là em lựa như vậy là 100 ngàn nha anh. Phải lựa ra đó. Gì? Đó. Còn quấn 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 xô 130 hả? Quấn xô là 130. Thôi quấn mẹ cái bao 130. Không phải em lựa ra. Ờ rồi mẹ đi. Cái hàng này có 80 ngàn ký hàng cái nè, có 80 ngàn ký vậy nè, chị tính đi, trời ơi. 130 lăng ở đâu mà. Trời ơi. Cái lựa ra chị con cũng kiện đâu có nhiêu sen đâu. Vậy lên ống mẹ đi. Lô mẹ đi. Rồi, mẹ. Cho cái phần em múc nước ra đó cái này. 130 lăng đó mẹ. Cho một miếng nước đi, hạ vết xong lên. Rồi, để đến này 130 bữa mình đi Sài Gòn mình mua 180 chú tự. Người ta mua ta dựa lại. Bữa mình mua 180 nhỏ tâm này nữa. Nhỏ là mấy con đó được. Năm cái nó có nhiêu 100 ngàn ký bán mất quỳ lại họ mua bán. Bên em á ba cái càng xong á càng cái vậy nè. Ngày nào cũng 5-7 ký, 10 ký. Mà đặc biệt cái chỉ bắt ăn thôi chứ mấy người lấy họ không có lấy. Nhiều cái không? 2-3 ký hàng cái gì vậy? Hết xỉu không? Ông kia có 14 ký, ông mới tặng về lựa được 3 cái hàng cái để đầu năm rưỡi. Về lựa 5 ký rưỡi. Trời đất ơi, bố tay ông thiệt chứ. Nói giờ con làm gì con nướng không? Lựa 5 ký rưỡi cái 230 ngàn ký thấy yếu dữ người ta. Nó có mua cái đó không? Mua chứ mà ông lẽ bỏ qua đây chạy qua đây mua mấy cái ký của anh. 200 mấy ký nè. Nhiêu ký à? Mua nhiêu ký à? Bữa nào con thôn má à? Bộ ký thì tùy theo, 40-50 ngàn, 30 cũng có, không mấy ngàn cũng có. Cái gì lỗi đó.